Cộng đồng mạng xứ Trung đang xôn xao với một bài viết được đăng tải từ năm 2019 với nội dung liên quan đến bí ẩn về cái chết của Kiều Nhậm Lương. Những tình tiết rúng động cùng với những chi tiết đáng ngờ bị lật lại. Ngoài ra, còn có một nhân vật khác bị tréo tên liên tục, đó chính là Vương Tư Thông, thiếu gia giàu nhất Trung Quốc. Lật lại khoảng thời gian năm 2016, khi thông tin Kiều Nhậm Lương đột ngột qua đời, từng có thông tin gây chấn động rằng Kiều Nhậm Lương bị SM bạo dâm đến tử vong. Bài viết từ năm 2019 cho biết, chính Vương Tư Thông là người đứng đằng sau cái chết của nam tài tử tài hoa bạc mệnh. Vậy mối quan hệ giữa hai người là gì? Theo nguồn tin, Kiều Nhậm Lương từng hẹn hò với Lý Nhân, người mẫu thuộc công ty đồng thời cũng là một trong những cô bạn gái thuộc dàn hậu cung của thiếu gia Trung Quốc này. Thuyết âm mưu cho rằng, vì Kiều Nhậm Lương động tới người của Vương Tư Thông, nên anh ta quyết định lôi kéo hai cậu ấm Phú Nhị Đại tới làm nhục nam diễn viên, thậm chí còn quay video, mục đích để bắt Kiều Nhậm Lương phải phục tùng. Dường như đây không phải là lần đầu có những buổi tiệc như thế này, bởi trong tin nhắn một nhân vật giấu mặt gửi về có chi tiết. Bọn họ chơi với nhau, nhưng không ngờ lần này chơi lớn tới mức này, với ý không ngờ Kiều Nhậm Lương lại xảy ra chuyện xấu tới vậy. Thậm chí, trong bài viết thuộc group chat kín, có người chia sẻ mình tận mắt chứng kiến gương mặt trắng bệch của nam diễn viên. Bài viết cho rằng chính Vương Tư Thông đã bỏ tiền ra để mua chuộc các bên nhằm ém nhẹm tin tức động trời này. Một nguồn tin cung cấp cho hay, trong buổi tiệc thác loạn đó có một clip được quay lại, tin nhắn tiết lộ Kiều Nhậm Lương rất thảm. Vương Tư Thông đã bịt miệng bố mẹ của nam diễn viên. Ngoài ra, thời điểm tham gia chương trình Hello Nữ thần, Kiều Nhậm Lương từng để lộ vùng cổ có nhiều vết thương, thậm chí còn muốn đi phẫu thuật xóa sẹo. Càng làm dấy lên thông tin nam diễn viên bị Vương Tư Thông và đồng bọn hãm hại. Tuy nhiên, ai lại nói rằng vết thương ở cổ và ở tay là do đi đóng phim. Một bài viết thu hút sự quan tâm của công chúng có nội dung quá đáng sợ, án giết người của Vương Tư Thông, kèm theo hình ảnh thiếu gia này có hành động thân mật với hai người đàn ông khác. Hiện tại, bài viết này vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên Weibo. Chưa có bất cứ thông tin nào được xác nhận là đúng sự thật. Chính vì thế, người hâm mộ hoang mang không biết đây là thật hay giả. Với mọt phim Hoa ngữ, cái tên Kiều Nhậm Lương khiến bao người xót xa và hoài niệm. Chàng diễn viên, ca sĩ đa tài, đa nghệ, lại luôn bừng sáng sức sống tươi trẻ, tính cách dễ thương, khiến công chúng sốc nặng khi thông tin anh qua đời, hưởng dương ở tuổi 28 được đưa ra. Cái chết đột ngột, nhiều ẩn khúc của Kiều Nhậm Lương cho đến tận bây giờ vẫn khiến người hâm mộ khắc khoải, đau đáu nỗi niềm thương cảm. Kiều Nhậm Lương là ai? Kiều Nhậm Lương sinh ngày 15 tháng 10 năm 1987, tốt nghiệp tại trường Học viện Điện cơ Thượng Hải, từng là quán quân nhảy cao của Trung Quốc. Anh bắt đầu đá chéo sân sang lĩnh vực nghệ thuật từ năm 2005 khi đoạt giải nhất cuộc thi Tự do Ngã Tâm Thành do Đài Hồ Nam tổ chức. Tuy vậy, phải tới năm 2007, nhờ cuộc thi Hảo Nam Nhi mà tên tuổi của Kiều Nhậm Lương mới trở nên nổi bật. Thời điểm đó, anh cùng Tỉnh Bách Nhiên, Lý Dịch Phong, Phó Tân Bác cùng lập thành nhóm nhỏ mang tên Khuyên Thành Tứ Thiếu. Sự nghiệp của Kiều Nhậm Lương không lên như diều gặp gió, giống như nhiều ngôi sao khác, mà anh từ từ tiến song song hai lĩnh vực ca hát và điện ảnh. Những bộ phim khiến tên tuổi của Kiều Nhậm Lương nhận được sự quan tâm của công chúng có thể kể đến Lục Trinh Truyền Kỳ, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tiểu Thời Đại Bản Truyền Hình, Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mao Hiểm, Từ Bỏ Em, Giữ Chặt Em, v.v. Về cuộc sống đời tư, Kiều Nhậm Lương có tình bạn cực kỳ thân thiết với nữ diễn viên Trần Kiều Ân. Cả hai nhờ bộ phim Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm mà trở thành những người bạn thân, hỗ trợ nhau hết mình và thường xuyên tụ tập. Kiều Nhậm Lương từ tham gia game show truyền hình Hẹn Hò, Mình Yêu Nhau Đi và có mối quan hệ rất ăn ý với nữ diễn viên Từ Lộ. Thời điểm trước khi qua đời, Kiều Nhậm Lương hẹn hò với một cô gái ngoài ngành giải trí, cả hai không công khai mối quan hệ. Thông tin gây bàng hoàng cả showbiz, cái chết liên quan đến trầm cảm. Quay ngược quá khứ, chiều tối ngày 16 tháng 9 năm 2016, mạng xã hội xứ Trung xôn xao về tin đồn, một người đàn ông họ Kiều được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng. Dân tình lo lắng, nhiều tờ báo xứ Trung gây hoang mang tột độ khi nghi ngờ người đàn ông ấy chính là Kiều Nhậm Lương. Sau đó, chỉ ít phút khi truyền thông đăng tải, quản lý của anh đã chính thức lên tiếng xác nhận, nam diễn viên tự sát, qua đời ở tuổi 28. Trong thông cáo báo chí mà phía quản lý của Kiều Nhậm Lương chia sẻ, người này đã tiết lộ về tình hình sức khỏe của nam diễn viên. Một vài năm trở lại đây, anh ấy chịu đựng chứng mất ngủ. Giữa lúc bộn bề công việc, Kiều Nhậm Lương phải đối mặt với những tin đồn không chính xác từ truyền thông và những lời nói gây tổn thương, vì thế mà mắc chứng trầm cảm. Vì những tin tức bóp méo sự thật và những bài báo gây tổn thương, Kiều Nhậm Lương vì thế bị hiểu nhầm, tạo thành áp lực vô hình vô cùng lớn, khiến anh chìm đắm và tuyệt vọng trong bóng tối. Một năm trở lại đây, anh có điều trị bệnh tật, giảm khối lượng công việc, đi du lịch giải tỏa. Chúng tôi cũng đã dần dần nhìn thấy nụ cười của anh ấy, bệnh tình có chuyển biến tốt hơn. Không ngờ, anh ấy lại dùng phương thức cực đoan nhất để thoát khỏi nỗi đau từ biệt thế giới này. Công chúng vô cùng xót xa và bất ngờ trước thông tin này, bởi trước đó, Kiều Nhậm Lương luôn xuất hiện trên truyền hình, mạng xã hội với hình ảnh tươi tắn, thích mặc đồ màu hồng, cuộc sống luôn ngập tràn tiếng cười. Anh rất thích trêu đùa, tạo niềm vui bất ngờ với bạn bè và người thân. Chính vì vậy, chẳng ai có thể tin được rằng Kiều Nhậm Lương chọn cái chết để quên đi nỗi đau thực tại. Cái chết quá nhiều uẩn khúc. Thời điểm trước khi công bố nguyên nhân cái chết của Kiều Nhậm Lương là vì trầm cảm, trên các diễn đàn lớn nhỏ như Taotiao, Zhihu, Blogger cũng như netizen đã truyền tay nhau tin đồn Kiều Nhậm Lương qua đời vì bị một đạo diễn SM bạo dâm quá đà. Đầu tiên, cái tên mà nhiều người đưa ra chính là đạo diễn Vương Tử Nguyên. Vậy nhưng, Vương Tử Nguyên sau đó đã phải tuyên bố trong một bài phỏng vấn vào ngày 17 tháng 9, một ngày sau sự ra đi của Kiều Nhậm Lương, rằng ông không hề biết chuyện gì đã xảy ra, đồng thời phủ nhận chuyện này là chiêu PR của bản thân. Không dừng lại ở đó, những thông tin được cho là hiện trường vụ tự tử được Trác Vĩ, Barbarazi hàng đầu xứ Trung cung cấp. Theo đó, Trác Vĩ tung hình ảnh về hồ sơ cấp cứu của Kiều Nhậm Lương khi tài tử này được người nhà đưa vào bệnh viện. Căn cứ vào hồ sơ, bệnh nhân cấp cứu chính là Kiều Nhậm Lương. Thời điểm xảy ra sự việc vào 17 giờ 59 phút ngày 16 tháng 9, còn thời gian thi thể rời khỏi hiện trường tức biệt thự vào 20 giờ 53 phút cùng ngày. Trong hồ sơ, phần ghi chú có viết, vào khoảng 5 giờ chiều, bạn của bệnh nhân phát hiện ra bệnh nhân trong tình trạng mất ý thức, liền gọi ngay tới số điện thoại khẩn cấp 120. Lúc xe cứu thương tới, cả nhịp tim và hô hấp của bệnh nhân đã ngừng, giãn đồng tử hai bên mắt, điện tâm đồ chỉ là một đường thẳng. Trên gương mặt của bệnh nhân có túi ni lông, 30 phút được các bác sĩ dùng kỹ thuật CPR để cứu. Hô hấp và nhịp tim của nạn nhân không thể phục hồi lại được. Sau quá trình pháp y khám xét hiện trường, họ đã xác nhận nạn nhân tử vong. Lý do người này chia sẻ về hồ sơ bệnh án cho Trác Vĩ là bởi họ hy vọng nam diễn viên Kiều Nhậm Lương có thể ra đi một cách minh bạch. Tuy nhiên, điều đáng nói, khi cánh phóng viên liên lạc với quản lý của Kiều Nhậm Lương, quản lý cho biết đã hỏi qua những người thân thích bên cạnh nam diễn viên Cẩm Tú Duyên và không ai trong số họ nhìn thấy hồ sơ bệnh án như vậy. Bên cạnh đó, cũng có tin đồn và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho hay, một vài người khi tới tang lễ của Kiều Nhậm Lương nhận ra trên cánh tay và bụng của nam diễn viên có những vết thương. Từ blogger trên trang Sina cho hay, vết thương này rất có thể do đóng phim mà có. Trên trang Zhihu, một bài viết nhận được nhiều sự quan tâm đã phân tích những lý do khiến cho Kiều Nhậm Lương qua đời như sau. 1. Tử vong do làm việc quá sức. Trước khi qua đời, sức khỏe của Kiều Nhậm Lương từng rất kém. Anh nhiều lần đến bệnh viện khám tại khoa tiêu hóa. Nam diễn viên bị quàng ruột bẩm sinh, thông tin này có trong cuốn tự truyện đời tư xuất bản năm 2009. Khi còn nhỏ, anh thường bị đau bụng, không thể giải thích được. Rất nhiều lần bố mẹ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết, ruột của anh có cấu tạo gây ra chứng co thắt ruột. Chính vì vậy, Kiều Nhậm Lương không dám ăn đồ hải sản và đồ nướng. Ngoài ra, Kiều Nhậm Lương còn bị viêm mũi rất nặng, ảnh hưởng tới ca hát và khả năng diễn xuất của anh. 2. Chứng trầm cảm. Kiều Nhậm Lương từng chia sẻ với mọi người rằng anh không phù hợp với giới giải trí. Vốn có sức khỏe không tốt, lại có vấn đề về tâm lý. Kiều Nhậm Lương mắc luôn cả căn bệnh mất ngủ kinh niên. 3. Dùng thuốc quá liều. Kiều Nhậm Lương đã phải phụ thuộc vào thuốc ngủ trong suốt khoảng thời gian dài, từ năm 2010 cho tới tận 2016. 4. Tự sát. Khi còn sống, Kiều Nhậm Lương từng viết trong nhóm chat kín với tâm lý bi quan. Tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ thức dậy sau một giấc ngủ. Tôi tự cho mình là kẻ ngu ngốc, không thể ngừng uống thuốc ngủ. 5. Tất cả những điều trên gộp lại, từ trầm cảm cho tới lạm dụng thuốc ngủ, làm việc quá sức, tất cả đã dồn nén, khiến Kiều Nhậm Lương không thể chịu đựng được và quyết định quy sinh. Nỗi đau của người ở lại. Cho đến giờ, sự ra đi đột ngột của Kiều Nhậm Lương vẫn khiến công chúng bàng hoàng và xót xa. Tất cả đều không muốn đề cập đến cái chết của nam diễn viên. Nhưng mỗi năm, tới ngày giỗ của Kiều Nhậm Lương, những vòng hoa, những lời nguyện cầu dành cho anh vẫn được người hâm mộ, đồng nghiệp trong giới chia sẻ. Vẫn còn rất nhiều ẩn khúc xung quanh cái chết của nam diễn viên nổi tiếng, nhưng chẳng ai có thể giải đáp ngọn ngành. Có lẽ, một cuộc đời đau khổ với nhiều tổn thương về mặt tinh thần đã khiến Kiều Nhậm Lương trở nên mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Sau cùng, anh vẫn mãi là ngôi sao vì tinh tú màu hồng dễ thương, vui vẻ và tràn đầy lạc quan trong mắt người hâm mộ.